Trời nắng thì ngủ đến trưa, trời mưa thì ngủ từ trưa đến chiều. Các bạn nghĩ đây là cái gì? Đây là hạt đậu đang mọc chồi non hay là trứng của cổ vật nào đó? Nhưng mà trứng thì sao lại được ủ dưới đất nhỉ? Ồ, đó là trứng của con ốc sên các bạn ạ. Hai con ốc này được anh Bảy cưu mang sau một lần chúng mây mưa ngoài bờ sông suýt thì bị chết đuối. Thời gian như chó đái ngoài đường, kể từ cái lần đầu tiên định con nó mệnh trong cuộc đời đó, mà ốc cái nó đã tỏi ra đống trứng như này đây. Nhìn chúng mà gấu liên tưởng đến những hạt trứng chim trong hộp mứt ngày Tết. Thấy trứng ốc nằm sâu dưới đất, anh Bảy lập tức kéo chúng lên khỏi đáy xã hội. Chăm trứng ốc cũng giống như chăm cây, hàng ngày các bạn phải chăm chỉ tưới nước, sau 1 đến 2 tuần thì trứng sẽ nở. Gấu tự hỏi không biết là món ốc lộn xào me này thì có mè lem không nhỉ? Có bạn nào thèm thì comment cho gấu biết nhá. Sau khi đủ ngày đủ tháng thì những con ốc bắt đầu phá vỡ lớp vỏ, cố gắng gồng mình thoát ra ngoài. Màu da của những chú ốc con này khá là tương đồng với màu vỏ trứng. Lớp vỏ ngoài việc bảo vệ những chú ốc con, nó còn là thực phẩm cho chúng trong những ngày đầu khi bước ra thế giới bên ngoài. Sau một ngày cuối cùng, những con ốc sên đã thoát ra khỏi chiếc vỏ hoàn toàn và đang đón chờ một cuộc sống mới. Nhìn chúng như những cục pha lê trong suốt, có thể nhìn xuyên thấu được những bộ phận bên trong cơ thể chúng. Với hai chiếc râu trông thật là cute, ốc sên là loài ăn thực vật, vì thế anh Bảy nhanh chóng đặt chúng ngập vào đống rau xanh mướt. Ăn đi mấy thằng nhãi, ăn cho cố vào rồi mập thây. Một vài ngày sau, một điều mà anh Bảy không ngờ tới, sự sinh tồn khốc liệt trong tự nhiên, những con ốc sên con đã tự tiêu diệt lẫn nhau và ăn luôn thịt của những con ốc xấu số. Một đêm mây trắng nắng vàng, anh Bảy đang đi rình mò cái gì đây? Sao anh lại đi bắt trộm dế thế? À, hóa ra anh đang bắt mồi về cho con bọ ngựa tên là Chó mà anh ấy đang nuôi. Vì con dế đã chạy mất nên con cào cào ma này làm vật hiến tế mới của Chó. Đôi càng nhanh như chớp kẹp lấy con mồi, con cào cào liên tục nhảy lên, nhưng với sức lực yếu ớt thì nó không thể nào thoát được dưới bộ càng khỏe mạnh của Chó. Mệnh danh là chiến thần diệt mồi thì một con mồi nhỏ bé không làm cho Chó no bụng, nó tự tay đi săn mồi để thỏa mãn cơn đói. Một con trâu trấu béo mũm búng ra sữa đã xa lưới, tuy không được nổi tiếng như Võ Hà Linh nhưng với khả năng ăn cả thế giới của mình thì múp bang của nó cực kỳ hấp dẫn. Biết tính ham ăn của Chó nên anh Bảy biết thân biết phận làm con sen nhanh chân ra đồng đi kiếm mồi. Anh vô tình bắt được con bướm cực độc lạ, sao trông nó đen xì thế nhỉ, không biết mang về có bị chó chửi không, có còn hơn không, bỏ tạm vào trong hộp đã. Anh Bảy di chuyển đến chỗ gốc cây quen thuộc nơi anh bắt nhiều dế, nhưng hôm nay tìm mỏi mắt không một con nào nó ló ra, vì không có mồi cho Chó. Anh Bảy chỉ biết về nựng Chó, cho nó hạ hỏa. Không những thế, anh còn mang một con bọ ngựa cái tên là Kiki đến để dỗ dành nó. Không ngờ thấy Kiki có mồi ngon, nó không thương tiếc cướp ngay lập tức. Kiki chỉ biết bất lực nhìn trong vô vọng. Sau khi ăn uống no lê để không bị béo ú lù lù, là đến giờ tập luyện giảm cơ bụng. Đẹp trai mới có nhiều gái theo, đây là miếng võ bọ ngựa đã thất truyền lâu nay. Với đôi mắt sắc như dao phay cùng với cặp càng nhanh như chớp, nó luôn làm cho mọi đối thủ phải e sợ. Để kiểm chứng, anh Bảy mang ra một con giun, nó không ngừng uốn éo nhảy vina hau, không một tát thừa Chó tung càng tấn công con mồn trong chớp nhoáng, nhanh chóng món sâu đầy protein đã tan trong miệng Chó. Thấy Kiki bị cướp đồ ăn, đen đến anh Bảy nhanh chóng ra chỗ cây ban sáng để kiếm mồi ngon. U là trời, ở đâu ra mà nhiều dế thế này, chả nhẽ cả họp hàng hang hốc nhà dế đang tham dự đại hội võ lâm. Dế có râu rất dài, trong bóng tối thị giác và thính giác của chúng không nhạy bén nên phải phụ thuộc vào bộ râu như cái radar để dẫn đường cho chúng. Tiền thì anh không có nhưng dâu dài thì nhà anh không thiếu. Thấy có quá nhiều dế, anh định bắt chúng về cho Chó. Su cà la sao cứ bắt hụt hoài vậy, đố anh bắt được em. Thấy thế, anh Bảy bèn mang Kiki ra để tiêu diệt đám giang hồ mõm này. Tình trường thì em có nhưng tình đời thì em không. Với những lời dọa dẫm của giang lếch mõm thì Kiki đã giật mình. Thấy thế, anh Bảy đã mang võ sĩ Chó hạng ruồi ra tham chiến. Với võ công thượng thừa, chỉ cần một đòn con ve đã phải đi bán muối. Với chiến lợi phẩm vừa đạt được, Chó lập tức múp bang tại chỗ cho Kiki thị phạm. Đúng là ở nhà anh là cá con nhưng ra đường anh lại là cá mập. Con dế này to thật, nhưng dưới chân Chó nó cũng chỉ là con mồi mà thôi. Trong lúc Chó đang đánh chén, anh Bảy tranh thủ đi bắt những con dế cho Kiki, không là nó đi xúc than mất. Lần này anh đã kẹp được một chân, nhưng chân còn lại dính chắc vào thân cây. Anh kéo mạnh để lôi nó ra, nó đã hy sinh một chân để cao chạy xa bay. Sau khi chỉ còn một chân, nhưng cú nhảy của nó vẫn rất là xa, anh Bảy không tài nào đuổi được theo, đành bỏ cuộc, chuyển mục tiêu khác. Lần này không khác gì lần trước, anh Bảy chỉ kẹp được cái chân của nó, chứ con dế lại chạy mất tiêu rồi. Có vẻ anh Bảy thích ăn chân mà cứ kẹp càng hoài. Lần này anh rút kinh nghiệm, đã kẹp chân trước của nó, may mắn nó không trốn thoát. Anh nhanh chóng bỏ vào hộp nhựa mang theo, trong khi đó Chó đã gặm gần hết con mồi rồi. Chúng ta cùng đến với anh trai này để khám phá xem dưới đáy đại dương có gì thú vị nhá. Vừa lặn xuống dưới, anh gặp ngay một con rắn biển. Con này nó bị đột biến đen hay sao mà lại bị bạch tạng thế kia? Loài rắn biển này có nọc cực độc, chỉ cần một cú cắn cũng giúp bạn đăng xuất. U là trời, anh báo này có vẻ không sợ nó thì phải. Có lẽ nỗi sợ lớn nhất của anh là con sư tử ở nhà, chứ những thứ này chỉ là muỗi đối với anh. Không những thế, anh còn liều mình lại ôm hôn bé na cơ chứ.
Bạn nào mà có hội chứng sợ những con vật không lông, nhìn cảnh này chỉ có mà nổi da gà, thấy không kiếm chắc được chút gì từ anh báo. Bé Na nhanh chóng tìm nơi ẩn náu để trốn thoát anh báo, chứ nằm đây chơi với ảnh thì hết này, lấy gì mà bỏ vào bụng. Vùng biển ở đây thảm thực vật rất phong phú, với dạng san hô dày đặc làm nơi trú ngụ cho các loài động thực vật ở đây. Cá gì đâu mà trông kỳ vậy, có màu đỏ còn thêm sọc trắng ở giữa nữa chứ. Chẳng lẽ nó có tên là cá ngựa vằn sao? Nó đang được hưởng dịch vụ massage miễn phí từ dạng san hô, trông nó thật phê như con TT. Tôi cũng phải đi massage sauna phát, chứ ngồi làm video cho mấy ông ê cả mông. Hẹn mọi người ở video tiếp theo nhé.